cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Việt Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Và được gặp lại quý anh chị trong video này thì Việt Xanh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì Việt Xanh đang có mặt tại con đường nhựa Bầu Sen thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 11 km, và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là khoảng 30 km quý anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì Việt Xanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm phí gửi mới nằm cách trung tâm đường nhựa Bầu Sen này khoảng 450 m. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư cùng đi theo Việt Xanh để chúng ta tham khảo vị trí bất động sản ngày hôm nay quý anh chị nhé. Với vị trí bất động sản ngày hôm nay thì quý anh chị rất thích hợp mua để an cư lập nghiệp hoặc là đầu tư sinh lời, cũng như là mua để làm nhà vườn. Với cái diện tích ngày hôm nay thì rất là tuyệt vời, đáng để quý anh chị có thể quan tâm. Từ mặt tiền đường nhựa Bầu Sen, quý anh chị rẽ tay phải đi vào một xẹt. Khu vực này thì dân xây nhà cửa ở cũng đã rất là đông đúc quý anh chị nhé. Và lô đất của chúng ta ngày hôm nay có hướng nam, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Và lô đất này có diện tích là ngang 9, dài 34, tổng diện tích trên sổ là 306 m². Lô này thì chủ đất đang ngộp muốn bán nhanh với giá chỉ có 1 tỷ 175 triệu, giá chốt bao toàn bộ chi phí sang tên, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào. Vị trí ngày hôm nay thì xe hơi 7 chỗ ra vào vô tư quý anh chị nhé, dân sinh nhà cửa ở cũng gần như là kín mít hết rồi. Với cái vị trí ngày hôm nay giá rẻ như thế này, diện tích lớn thì quý anh chị có thể mua để làm nhà vườn, mua để dành cho tương lai của mình sau này, cũng như để dành cho con cháu của mình sau này, hoặc là đầu tư sinh lời, thì đây là một vị trí rất là đáng để chúng ta quan tâm, đáng để sở hữu. Từ mặt tiền đường nhựa Bầu Sen, quý anh chị chạy vào giới bất động sản ngày hôm nay thì chỉ khoảng là 450 m mà thôi. Và vị trí của chúng ta đã xuất hiện rồi quý anh chị nhé. Từ tường gạch này mình đo sang tới tường bên kia là 9 m, và sâu xuống dưới là 34. Lô này có hướng nam và đất này là đất thổ cư 100%, đất gò cao ráo, xây dựng tự do, dân cư đông đúc và đường là đường thông, xe hơi 7 chỗ tới đất quý anh chị nhé. Tọa lạc tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và giá chốt là 1 tỷ 175 triệu bao toàn bộ chi phí sang tên, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. Quý anh chị và các bạn quan tâm xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấp chuông và góc phải màn hình để theo dõi nhiều video mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.